Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Kit Kit TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại đèn giao thông. Có 3 loại đèn giao thông cơ bản, đó là đèn đỏ, đèn xanh và đèn vàng. Trên thực tế, những quy định về 3 loại đèn này sẽ khác nhau đối với các phương tiện giao thông và đối với người đi bộ. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về các tín hiệu giao thông đối với các phương tiện giao thông. Đối với đèn xanh, khi gặp đèn xanh, các phương tiện giao thông được phép đi lại và lưu thông trên đường, nhưng hãy chú ý quan sát nhé. Còn khi gặp đèn vàng, các phương tiện giao thông chú ý quan sát, đi chậm lại, bởi vì đèn vàng thường chỉ xuất hiện khoảng vài giây và sau đèn vàng sẽ đến đèn đỏ. Và khi gặp đèn đỏ, các phương tiện giao thông chú ý dừng lại trước vạch kẻ đường. Trên thực tế thì khi gặp đèn vàng, các phương tiện giao thông cũng đã dừng lại để quan sát, chú ý an toàn, bởi vì đèn vàng thường xuất hiện rất ngắn. Và sau đây hãy cùng xem 3 câu thơ để ôn tập về các tín hiệu đèn giao thông đối với các phương tiện giao thông các bé nhé. Kìa đèn đỏ, dừng lại thôi, đi chậm thôi, đèn vàng đấy, đi thoải mái, đèn xanh kìa. Các bạn nhớ nhé, đối với các phương tiện giao thông thì đèn đỏ, các phương tiện phải dừng lại. Đèn vàng, các phương tiện phải đi chậm lại và chú ý quan sát. Đèn xanh, các phương tiện được phép đi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải chú ý khoảng cách giữa các xe và chú ý an toàn các bạn nhé. Phần tiếp theo chúng ta hãy tìm hiểu về các tín hiệu đèn giao thông đối với người đi bộ. Đối với người đi bộ, khi qua đường gặp đèn xanh, chúng ta phải dừng lại. Bởi vì khi đèn xanh, các phương tiện giao thông được phép lưu thông. Chính vì vậy chúng ta cần phải dừng lại để giữ an toàn. Khi gặp đèn vàng thì chúng ta cần phải chú ý quan sát và đừng vội qua đường. Khi gặp đèn đỏ thì người đi bộ hãy chú ý vì đây là tín hiệu người đi bộ được phép qua đường. Với những chia sẻ trên, hy vọng là Kit Kit TV sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về tín hiệu đèn giao thông và tín hiệu đèn giao thông đối với các phương tiện giao thông cũng như tín hiệu đèn giao thông đối với người đi bộ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn like và subscribe kênh để nhận những thông báo mới nhất các bạn nhé.